1001 câu chuyện. Hôm nay học thiệt là mệt mỏi ha Tóc Hồng ha. Đúng rồi, mệt thiệt á, cuối cùng cũng được nghỉ rồi, mừng ơi là mừng. À, mà bây giờ cũng đói rồi, hay là hai đứa mình đi ăn trưa không? Nha nha nha. Thôi thôi, cậu ăn một mình đi, tớ không ăn đâu. Xíu nữa tớ về tớ ăn với mẹ tớ luôn. Chả hiểu nổi, mình thiệt là không chịu nổi cái mùi hôi cơ thể trên người của bạn ấy mà. Nhưng mà thấy thì cũng tội, ai cũng xa lắm, chỉ còn có mình chơi với bả thôi. Bây giờ mình mà không chơi với bả thì ai chơi? Ngày hôm nay mình sẽ chỉ chơi và nói chuyện với bạn ấy. Ngày hôm nay nữa thôi, mình không thể nào mà chịu được cái mùi hôi cơ thể của bạn ấy. Vậy thôi, tớ ăn một mình cũng được. Thôi, được rồi, để tớ đi ăn chung với bà đi. Để thấy bà đi mình cũng tội. Thôi, chịu có gì tôi về cho ăn cơm với mẹ tôi sao. Còn bây giờ thì hai đứa mình cùng nhau đi ăn chung đi ha. Thật hả? Tôi vui quá. Đi ăn tranh thủ về, tôi còn phụ mẹ chăm sóc cái vườn rau đằng sau nhà nữa. Ý trời trời, coi kìa, nghĩ sao mà con Tóc Hồng nó lại đi chơi với con Tóc Tím vậy? Trời ơi, thiệt là tụi mình đó hả, nó đứng cách xa 10 mét mà mình còn không chịu nổi cái mùi của cơ thể của con nhỏ Tóc Tím nữa. Vậy mà con Tóc Hồng nó chơi thân thiệt. Thật là nực cười, chắc là chơi chung lâu bị nghiền mùi hay gì nè. Thôi tụi mình đi đi, đứng đây mình không thể nào mà chịu nổi mà. Thôi đi đi, kệ hai bà đó muốn nói gì nói, tôi đói rồi nè, đi lẹ. Được rồi. Thưa mẹ, con mới đi học về. Con gái ngoan, mà con có đói bụng không? Dạ không, nãy con đi ăn với Tóc Tím rồi mẹ ơi. Mà mẹ ơi, con từ nay á con không muốn chơi với bạn Tóc Tím nữa đâu. Ủa, sao vậy con? Chẳng phải con với Tóc Tím đó giờ chơi rất thân với nhau sao? Dạ, thì đúng rồi, nhưng mà con không thể nào mà chịu nổi cái mùi cơ thể của bạn ấy hết á. Nghĩ sao mà cả lớp không ai chơi với bạn ấy hết. Nhờ có mình con chơi, ai cũng nhìn chơi cười kêu con là ghiền cái mùi cơ thể của bạn ấy. Bạn ấy hôi lắm mẹ, con không thể nào chịu được cái mùi hôi của bạn ấy đâu. Bây giờ mẹ hỏi con nha, bây giờ con cứ hình dung đi. Nếu như một ngày á, mẹ không có chăm sóc cho con, lo lắng cho con từng chút một thì con sẽ như thế nào? Bây giờ mẹ hỏi con nha. Mỗi ngày, mỗi buổi sáng đi học, ai là người lo cho con ăn sáng nè, ai là người chải tóc cho con? Dạ, tất nhiên là mẹ rồi. Rồi khi đi học về, mỗi ngày, ai là người đã lo cho con? Thì là ba mẹ chứ ai ạ? Từ cái quần áo, tóc tai, giày dép của con, tôm tắt trên người con đều là một tay ai lo? Dạ, thì tất nhiên là mẹ hoặc ba rồi ạ. Đúng rồi, là ba mẹ lo cho con. Vậy tại sao con không suy nghĩ thử vì một hoàn cảnh nào đó mà bạn Tóc Tím mới như thế này hoặc là như thế kia đúng không? Cuộc sống của mỗi người mỗi khác con à. Ai biết được là bạn Tóc Tím, gia đình bạn ấy khó khăn, rồi cuộc sống của bạn ấy phải bươn trải ngoài đường, ngoài xá, cho nên là bạn ấy mới có cái mùi hôi mà làm cho con không thích như vậy. Bây giờ con cứ thử hình dung đi, nếu như một ngày, hai ngày hoặc là một tuần mẹ không chăm sóc cho con, mẹ để cho con tự lo mọi thứ, thì con có giống với bạn Tóc Tím không? Dạ, dạ. Đó, thấy chưa? Cho nên là con hãy luôn bên cạnh bạn Tóc Tím, chăm sóc, yêu thương, quan tâm nhau, chỉ nhau học bài này nọ. Chứ tại sao con lại muốn nghỉ chơi với bạn Tóc Tím thế kia? Dạ, con biết rồi mẹ. Từ nay con sẽ luôn bên cạnh bạn Tóc Tím, không xa lánh bạn Tóc Tím, và sẽ chơi với bạn Tóc Tím cùng nhau để học hành ạ. Như vậy là tốt rồi. Con hiểu ra như vậy thì mẹ vui rồi. Bây giờ con lên trên phòng thay đồ đi, rồi hai mẹ con mình ngồi ăn bánh xem phim. Nếu mà con chưa ăn cơm thì ăn cơm. Dạ mẹ, con biết rồi, để con đi lên phòng thay đồ rồi con xuống với mẹ nha. Ý, con nhỏ hôi nách kìa. Hèn chi mà, từ khi mình bước vô đây là mình đã nghe cái mùi khó chịu rồi. Thì ra là con nhỏ hôi nách nó ở đây nè. đúng rồi, nè, tôi nói thiệt với bạn nha Tóc Tím. Tại sao người bạn lại hôi như vậy? Bạn á, thấy tụi mình thì bạn tránh xa ra đi. Nói thiệt, trong cả trường này chả ai thích lại gần bạn đâu. Thôi thôi, mình đi đi, chứ tôi thấy là mùi nó càng ngày càng nặng rồi đó. Thôi, hai đứa mình đi đi, ở chuyện ở đây tí xíu nữa là ngắt xỉu luôn cho mà coi nè. Ủa Tóc Tím, sao mà bạn chưa về nữa, còn ở đây để làm gì vậy? Trễ rồi. Mình tính tìm một số vài quyển sách để đem về nhà đọc đó mà. Mình không muốn ở đây đọc, sợ làm phiền các bạn xung quanh. Trời, làm phiền gì, thư viện là của chung cả trường mà, ai ở lại đọc mà chả được. Cái bà này thiệt luôn á. Mà hôm nay tôi trông bà có vẻ như mệt mỏi gì phải. Đúng rồi, tại ngày hôm qua cả ngày nghỉ tôi đâu có nghỉ ngơi đâu. Tôi phải ra vườn sau vườn chăm sóc mấy luống rau cho mẹ nè, rồi đi hốt phân này nọ, cho nên là tôi hơi mệt mỏi một chút xíu đó mà. Nhưng mà không sao.
tội nghiệp bà Tóc Tím thiệt. Bây giờ mình mới hiểu những gì mẹ nói. Mình thì sung sướng rồi. Gia đình đã giàu có sẵn, cái gì mẹ cũng chăm lo. Cho nên là... À, Tóc Tím nè, thôi bà đừng có buồn, đừng có mệt mỏi nữa nha. Ừ, tôi không sao đâu mà. Thôi tôi về trước nha, tôi còn phụ ba mẹ tôi nhiều việc lắm. Ừ, thôi tôi cũng đi về. Mẹ ơi! Gì đó con gái? Tội nghiệp Tóc Tím lắm đó mẹ à. Hôm nay con thấy bạn ấy rất là buồn và mệt mỏi. Con thấy mọi người trong trường á, với lại trong lớp chẳng ai chơi với bạn ấy hết. Ai cũng kêu bạn ấy là đồ hôi nách hết á mẹ. Tội nghiệp bạn ấy thiệt luôn. Cũng tội thiệt. Còn mai cũng may á là còn con chơi với Tóc Tím nè. Tội nghiệp cho nó. Ba mẹ cuộc sống khó khăn, cho nên là ba mẹ mỗi người mỗi việc bươn chải, cho nên là đâu có thời gian để chăm sóc con bé đâu. Ngay cả nó còn nhỏ mà nó còn phải phụ việc giúp ba mẹ nó, thì thời gian đâu ra chăm sóc cho bản thân. Mà ngày mai á, buổi chiều nghỉ học, con mời mẹ Tóc Tím qua đây ăn cơm nha. Mẹ sẽ nấu một bữa thật ngon cho hai đứa ăn nè, cùng ăn rồi cùng chơi. Dạ được ạ. Vậy để ngày mai con sẽ mời bạn Tóc Tím về nhà mình. Tóc Tím ơi Tóc Tím, bây giờ nghỉ trưa rồi, hay là bà đi theo tôi về nhà mẹ tôi nấu cơm cho hai đứa mình cùng ăn. Hôm qua mẹ tôi có nói là tôi dắt bà về nhà chơi đó. Thôi tôi cảm ơn lòng tốt của mẹ bà với bà, nhưng mà tôi sợ làm phiền bà lắm. Thôi tôi không vô đâu, tôi về trước nha. Ơ, cái bà này làm sao vậy? Mẹ tôi đã mở miệng mời và từ chối. Bà yên tâm đi, mẹ tôi hả rất là dễ chịu và cũng rất là thương bà luôn á. Nha. Thôi được rồi, vậy để tôi đi với bà vô nhà bà chơi. À, con tới rồi đó hả Tóc Tím? Dạ, con chào cô, con mới tới. Ừ, được rồi, ngoan lắm. Nè, Tóc Hồng, lại đây mẹ bảo. Bây giờ á, trời rất là nóng, con dắt bạn Tóc Tím lên trên phòng con tắm rửa đi. Rồi mấy cái bộ đồ á, mẹ mới mua cho con cũng khá là nhiều. Con đem còn cho bạn Tóc Tím mặc chung với. Hai đứa là bạn thân mà đúng không? Dạ thôi cô, kỳ lắm, con lại đây ăn cơm nhà cô là con vui rồi. Con không thể nào mà nhận đồ thêm của bạn Tóc Hồng đâu ạ. Con cứ yên tâm, cái con bé nhà cô nó nhiều đồ lắm, con cứ lấy mà mặc. Hay, chứ không để đó, nó chê này chê nọ cô ghét lắm. Với lại cô cũng thương con, như con cái trong nhà, cho nên là con cứ tự nhiên. Đúng rồi đó bà, đồ của tôi với đồ của bà sẽ giống nhau. Hai chị em mình sẽ mặc đồ giống nhau, giống như hai chị em luôn. Con cảm ơn cô, tôi cảm ơn bà nha. Bà luôn luôn bên cạnh tôi, không bao giờ xa lánh tôi như các bạn khác. Tôi cảm ơn vì tình bạn trung thành này của bà. Trời ơi, có gì đâu mà cảm ơn. Tôi biết bà cực khổ mà, tôi thương bà không hết nữa. Chứ ở đó mà xa lánh nghỉ chơi. Thôi được rồi, tôi dắt bà lên phòng nè. Tên tên, vậy thế là câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi đó mấy em. Mấy em hãy tập cái thói tốt bụng giống như bạn Tóc Hồng nha. Khi mà cuộc sống, những người xung quanh mình, những bạn học chung lớp mình, cuộc sống khó khăn, cho nên là hãy giúp đỡ bạn bè bằng mọi cách. Giữ tình bạn thật chặt, chứ đừng bao giờ xa lánh bạn bè vì một cái khuyết điểm nào đó. Đó, phải cùng nhau giúp bạn để bạn phát triển hơn, còn hơn là phải xa lánh bạn vì những khuyết điểm đó. Còn bây giờ, câu chuyện đến đây cũng đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau nhé.